Xin mến chào các bạn. Và hôm nay tiếp tục trong loạt video về hướng giải đáp thắc mắc thiết kế và thi công. Thì Hội Quân Dân chúng con xin gửi đến tất cả các bạn một cái vấn đề mà cũng một số bạn làm y tá có thắc mắc. Và bạn hỏi như thế này: thì anh em, việc checking y tá thì nó báo warning lỗi increment và reduction. Lỗi này chỉ đơn giản là nó matching ra nhiều hơn và ít hơn, đúng không ạ? Không ảnh hưởng gì đến phân tích nội lực và dao động, đúng không ạ? Thì câu trả lời như sau. Đây là cái cái hình bạn gửi cho mình để bên mình sẽ hỗ trợ bạn. Đây là một cái warning, tức là một tin nhắn cảnh báo hơn, chứ không phải là hẳn là lỗi đâu các bạn. Thì điều này á thường hay gặp trong một số trường hợp mà chúng ta mô hình, mà chúng ta có thể là chúng ta gặp trường hợp mà chúng ta vẽ những cái sàn mà lồi lõm với với những cái hình dạng nó rất là phức tạp, hình dạng rất là phức tạp. Ví dụ trường hợp này, ví dụ đây là một trường hợp mà cái đường mà nó đây là cái đường chia, gọi là đường matching. Đường matching đây, và bạn vẽ cái dầm nó bị nhô ra, cái sàn nó bị nhô ra khỏi đường matching này, đường chia này. Thì nó báo là increment. Ha, increment. Thì đây là một trường hợp mà nó báo là warning, cảnh báo cho biết là nó bị như thế, được chưa này? Thì trường hợp bạn vẽ thiếu thì nó cũng sẽ báo là reduction. Thì đây là cái tin nhắn mà một số bạn dùng chức năng là automatic. Nếu như bạn chia bình thường bằng tay thì nó không cảnh báo đâu, được chưa? Bạn dùng manual, cái bạn chọn automatic. Thì thông thường chúng ta là automatic. Thì lời khuyên để giải đáp những cái vấn đề này đó là bạn hãy thật cẩn thận, thật là cẩn thận trong việc mô hình, được chưa nào? Trong việc mô hình phần tử đóng, không nên mô hình phần tử đóng quá nhiều đỉnh, quá nhiều đỉnh. Cụ thể chúng ta không nên mô hình phần tử tấm có số lượng đỉnh lớn hơn bốt, tức là tứ giác trở lại thôi. Nếu gặp trường hợp mà nó nhiều hơn bốn đỉnh, tức là năm đỉnh, thì chúng ta hãy cắt ra thành những cái tam giác nhỏ nhỏ, chúng ta vẽ thành những cái tam giác nhỏ nhỏ nhỏ, được chưa? Hoặc là chúng ta không nên mô hình cái phần tử là dạng đa giác lõm, mà chúng ta hãy cắt ra thành những tam giác, được chưa nè? Các bạn tam giác, ok các bạn. Thì đây là trường hợp mà nó báo vậy thôi, chứ cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả phân tích nội lực và dao động đâu, được chưa nè? Cái này mà viết sai nè đó. Thì mình nói các bạn biết như này, cho nên là cái việc này để cho chúng ta đỡ bối rối trong việc mà checking, thì bạn hãy mô hình thật sự cẩn thận cho phần tử tấm, và không nên vẽ những tấm quá phức tạp để tránh cho etap nó matching theo chế độ automatic. Như thế này, một cách mà nó không thể hiểu được là sẽ matching thế nào đó. Và chúng ta đừng nên mô hình phần tử tấm mà theo kiểu là đa giác nhiều hơn 4 đỉnh, hoặc là chúng ta mô hình dạng đa giác lõm thì chúng ta đừng có mô hình như vậy, mà chúng tốt nhất chúng ta hãy cắt ra thành những cái tấm mà tam giác, tam giác, tam giác, tam giác. Ok, rồi, chúc các bạn thành công và hy vọng sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và Hậu Quân Nhân chúng con cũng triển khai một cái khóa học online về nhà cao tầng trong ETAP version 25, rất là tiện ích, rất nhiều nội dung phong phú. Các bạn có thể tham khảo cái khóa học đó, nếu thấy phù hợp với mình thì các bạn hãy tham gia để chúng ta tăng cường kỹ năng y tá, cũng như là biết cách thực hiện mô hình phân tích thiết kế kết cấu trực tiếp y tá cho một công trình nhà cao tầng cụ thể. Và chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.